Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và Nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, trong thời đại nhất Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam, sự đón nhận của độc giả với báo chí và vai trò báo chí trong công cuộc bình định, bảo vệ an ninh trước hiểm họa Cộng sản và tình hình bất ổn của miền Nam Việt Nam trong thời đệ nhất Cộng hòa như thế nào sẽ được nhà báo Phạm Trần trình bày trong phần 3 Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng hòa qua lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng hòa và cộng đồng người Việt tị nạn do Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Dạ thưa, còn về phía độc giả thì nhu cầu đọc báo của dân chúng miền Nam lúc bây giờ ra sao? Họ có tin vào sự xác thực, độc lập và vô tư của báo chí vào lúc đó không? Dạ thưa. Họ tin báo chí hơn là chính quyền. Là bởi vì cái bản tính của người độc giả miền Nam khác với độc giả miền Bắc hay miền Trung. Độc giả miền Nam là từ giới bình dân, từ giới buôn thúng bán bưng, đạp xích lô, đi xe máy, đi xe đò hay là đi thuyền bè buôn bán làm ăn, họ cũng đọc. Ở tiếng miền Nam cái hồi đó đó tôi nghe thấy đọc Nhật Trình. Đọc Nhật Trình là cái tiếng rất là quen thuộc của người miền Nam, mà tờ báo họ đọc từ đầu cho đến cuối. Họ đọc tin tức là buổi suốt ngày họ buôn bán vừa làm ăn, lúc rảnh là ngồi đọc tờ báo. Tờ báo hết chuyện nọ chuyện kia, họ rành hơn là dân thành thị ở miền Nam Việt Nam vào lúc đó. Họ hiểu hết, nhưng mà họ cũng như chúng tôi, không có bàn tán. Là vì cảnh sát và công an, mật vụ của chính quyền thời đệ nhất Cộng Hòa rải rác khắp nơi để mà thăm dò, dư luận cũng có, để mà coi chừng những sự phản loạn, những sự tập trung đi theo Việt Cộng cũng có, và nhất là cái thành phần mà tập trung lại để mà phá rối trật tự an ninh rồi nối giáo cho giặc, hoặc là tập trung để làm đảo chính. Thành ra người dân họ rất là thông minh, họ biết nhiều lắm, họ đọc báo nhiều lắm. Ở miền Bắc á, là giới trí thức đọc báo nhiều hơn chứ không phải là người dân. Người tôi còn nhớ là những người dân quê cả đời không biết tờ báo là gì cả. Không có biết tờ báo là gì cả. Họ không quan tâm đến đó, họ chỉ quan tâm đến công ăn việc làm hàng ngày. Làm sao cho đủ cơ bản áo mặc, không có ai đụng chạm tới ai, làng xóm sống với nhau hòa thuận. Nhưng mà ở thành phố, các thành phố đó, thì giới trí thức, nhất là các thành phố lớn như là Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định vân vân, thì những cái nơi đó là những cái nơi sinh sản ra giới trí thức, và có giới sinh viên, giới học sinh ở thành phố văn minh, coi như là lớp người văn minh, còn lớp người ở thôn quê là lớp người quê mùa. Thì phần lớn những cái người ở thành phố đó là những người đọc báo nhiều hơn, và họ có suy tư nhiều hơn, họ có suy tư về chính trị, về cái này cái kia. Chứ còn nhân dân ở miền Bắc mà miền Nam, ở nhân dân nói chung họ hòa bình, họ bình an, họ không có quan tâm nhiều. Miễn là làm sao có ngày hai bữa đầy đủ, hay là có thể là ba bữa đầy đủ, không có phải vay mượn, không có phải làm ăn vất vả, đại khái như thế. Thì cái tình trạng dân chúng thì nó là như thế đó anh Công. Bây giờ về phía những người viết báo và làm báo, dạ thưa nhà báo Phạm Trần, vào lúc đó là những lúc tạm coi là vẫn khá phôi thai để bước vào cái thể chế dân chủ đó, thì đối với những người mà làm báo đó, với những cái giới hạn mà như nhà báo Phạm Trần vừa nói, thì ông có một cái nhận định là dưới cái thời đệ nhất Cộng Hòa, trên phương diện tích cực là báo chí của miền Nam Việt Nam đã đóng góp gì trong cái giai đoạn mà cần phải có nhiều cái bình định, cần phải có cái sự phát triển, và thứ hai nữa là
phải tạo dựng một cái ý thức hệ mạnh mẽ để đối đầu với cái làn sóng đỏ từ miền Bắc. Dạ thưa nhà bác Phần. Cái điều mà tôi muốn nhắc lại là sau năm 1954, đồng loạt với hơn 1 triệu người di cư từ miền Bắc vào miền Nam đó, thì cũng có những nhà báo từ Hà Nội, Hải Phòng vào Sài Gòn. Và cái tờ báo của thân chính quyền lúc đó và được chính quyền yểm trợ đầu tiên là tờ báo Tự Do. Tờ báo Tự Do ra 2 thời kỳ. Cái thời kỳ thứ nhất là từ năm 1954 cho đến năm 1960. Rồi sau đó cái ấn bản thứ hai, thì cái ấn bản thứ nhất đó, gồm có những cái nhà văn, nhà báo ở miền Bắc vào trong miền Nam. Thì có 2 cái tờ báo như tôi nói, là thứ nhất là tờ báo thân chính quyền, là tờ báo Tự Do của những ông Phạm Việt Tuyền, Kiều Văn Lân điều khiển. Nhưng mà bên cạnh đó thì chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa cũng ra cái tờ báo Cách Mạng Quốc Gia của cái phong trào Cần Lao Nhân Vị, là đảng chính trị của gia đình của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thành ra 2 cái tờ báo này đó, nó dẫn đầu trong cái thành phần thân chính quyền. Và cái những cái người mà ở cái thành phần tờ báo Tự Do đầu tiên đó, thì là những người, có những người ở miền Bắc vào. Ví dụ như nhà báo Như Phong Lê Văn Tiến, rồi ông nhà văn Nguyễn Hoạt, vân vân. Những người đó làm cái tờ báo độc lập, không thân chính quyền, không có chống đối chính quyền về phương diện chính trị, nhưng mà đòi hỏi công bằng, đòi hỏi phải có dân chủ, thực hiện dân chủ. Lúc đó nó chưa có cái chữ gọi là gia đình trị, nhưng mà nhấn mạnh đến vấn đề hành, nói dân chủ thì phải hành động dân chủ. Nhưng mà tất cả những cái điều mà khi đó nói như vậy đó cũng đụng chạm tới chính quyền, và những cái tờ báo đó bị đàn áp. Khi mà 2 cái tờ báo Tự Do và Cách Mạng Quốc Gia của chính quyền đi ra đó, thì tất nhiên là không có độc giả nhiều như báo Dân Sự. Và cái thành phần mà làm những cái tờ báo đó đó, họ đứng ra 2 phe hết sức là rõ rệt, hết sức là minh bạch. Phe chống đối chính quyền, chống một cách vừa phải, nhưng mà chính quyền không ưa, không bao giờ ưa cả, luôn luôn tìm cách gây khó khăn. Như tôi nói hồi đầu, có 2 cái vấn đề mà họ kiểm soát. Họ kiểm soát bằng mực in và giấy báo. Thành ra nói chung lại đó, thì từ độc giả cho đến người làm báo thời Đệ Nhất Cộng Hòa không có vui vẻ gì cả. Sống một cách hết sức là chật vật, vất vả, nhưng mà buộc phải sống, là bởi vì những người làm báo lúc đó, ngoài cái nghề làm báo ra, thì còn một số may mắn là đi dạy học, hay là có thể là trông nhờ vào gia đình, đặc biệt là các bà vợ đảm đang buôn bán để cho các ông chồng đi mua bút. Đó, thành ra cái vấn đề nó là như vậy.